Vâng, thưa quý vị và các bạn, khi mà chúng ta nhắc đến cụm từ virus corona, COVID-19, SARS-CoV-2, đó là những cái tên được mọi người nhắc đến nhiều nhất trong suốt hơn một tháng qua. Vâng, và bây giờ khi mà chỉ nhìn thấy người ta ho hay là hắt xì hơi thì đã rất nhiều người lo sợ và giữ mình ở một cái khoảng cách an toàn rồi. Thế nhưng mà ngược lại thì có những người lại sẵn sàng sát cánh bên những người bệnh và đi vào tâm dịch COVID-19. Đó chính là những người bác sĩ mặc áo blue trắng, những y sĩ, những điều dưỡng và những y tá trực tiếp tham gia vào chiến dịch phòng chống COVID-19. Ngày hôm nay, ngày 27 tháng 2 năm 2020, kỷ niệm 65 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Bộ Y tế cũng cho biết là sẽ không tổ chức các hoạt động tôn vinh Ngày Thầy Thuốc để tập trung phòng chống dịch. Thế nhưng ngày hôm nay chúng tôi xin dành một ít thời lượng của chương trình Nông Thôn Chuyển Động để mà chúng ta cùng tôn vinh những người thầy thuốc, đặc biệt là những người đã quên mình trong gần 3 tháng qua để chiến đấu với COVID-19. Vâng, và có lẽ là Việt Cường cũng như là quý vị khán giả chắc hẳn là cũng đã nghe rất là nhiều những câu chuyện về những bác sĩ tại Vũ Hán đã phải ngủ gục trên giường bệnh, hay là có những người thậm chí là đã lùi lại ngày kết hôn của mình để ở lại bệnh viện và chăm sóc những bệnh nhân, và thậm chí là cũng có những người đã hy sinh do làm việc quá sức giữa tâm bệnh, đúng không ạ? Vâng, những câu chuyện mà chúng ta có thể bắt gặp được rất nhiều trên mạng xã hội. Và tại Việt Nam ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn một câu chuyện cảm động về đoàn y bác sĩ trên chuyến bay mang số hiệu VHN68 của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đón 30 người Việt từ Vũ Hán, Hồ Bắc về nước. Và trong đó có một nữ bác sĩ thậm chí đã phải giấu bố của mình về việc là tham gia chuyến bay y tế này. Những người trên cùng chuyến bay VHN68 thực sự họ suy nghĩ những cái điều gì và họ đã phải trải qua những cảm xúc như thế nào, từ sự lo âu, quyết tâm đến tự hào ra sao. Ngày hôm nay hãy cùng Nông Thôn Chuyển Động chúng ta gặp gỡ với bác sĩ Nguyễn Hồng Phượng. Vâng ạ, cũng xin được giới thiệu thêm là hiện nay bác sĩ Nguyễn Hồng Phượng đang công tác tại khoa phụ ngoại và kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Và bác sĩ Nguyễn Hồng Phượng của chúng tôi cũng là nữ bác sĩ duy nhất trên chuyến bay đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán về nước vào hôm 9 tháng 2 vừa qua. Xin chào chị. Vâng, và câu hỏi đầu tiên thật sự là tôi muốn chị chia sẻ liền cái cảm xúc của mình khi mà có mặt trong chương trình ngày hôm nay, sau khi mà chị cùng đoàn y bác sĩ đưa những cái người Việt Nam của chúng ta từ Hồ Bắc trở về Việt Nam, thì bây giờ cái cảm xúc của chị như thế nào? Không chỉ mình nghĩ là cả ba anh em nhân viên y tế trong đoàn cũng như là các anh em trong tổ bay, sau 14 ngày cách ly thì tất cả thấy là thoải mái và thở phào. Thoải mái vì thứ nhất là đã vượt qua 14 ngày cách ly và thở phào bởi vì là mọi người đã trở về an toàn. Và tính tới thời điểm này, kể cả là ba nhân viên y tế, 15 thành viên trong tổ bay cũng như là 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán trở về nước thì hiện tại là sức khỏe đều ổn định. Vâng, thưa quý vị, sau khi mà cùng với đoàn y bác sĩ trở về từ Vũ Hán thì toàn bộ ba bác sĩ, trong đó có bác sĩ Phượng của chúng ta, thì đã đều được cách ly. Và rất vui vì tới ngày hôm nay thì những người này đã tham gia những chuyến bay này thì đã đều khỏe mạnh và đã hết thời gian cách ly rồi, và họ đã quay trở lại với cuộc sống cũng như là với công việc đời thường. Và để có được niềm vui này thì bản thân họ và gia đình hậu phương cũng đã trải qua không ít những cung bậc cảm xúc và thậm chí là những sự đấu tranh về tâm lý. Và chúng tôi đã may mắn có được một cuộc gặp gỡ với thân nhân của họ để cùng nghe những trải lòng hết sức là chân thành. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Những ngày này, gia đình bác sĩ Hồng Phượng tràn ngập trong niềm vui khi cô đã chính thức trải qua 14 ngày cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Sức khỏe của bác sĩ hoàn toàn bình thường và có thể quay lại với cuộc sống và công việc thường nhật. Trước đó, ngày 9 tháng 2, nữ bác sĩ sản khoa Nguyễn Hồng Phượng cùng hai nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh lên đường tới Vũ Hán, Trung Quốc. Chuyến bay HVN68 của Vietnam Airlines khởi hành lúc 21 giờ ngày 9 tháng 2 từ sân bay Nội Bài, Hà Nội, chở theo hàng hỗ trợ, trang thiết bị y tế trị giá 500.000 đô la Mỹ của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam tặng Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc. Và sau đó sẽ đón 30 công dân Việt Nam đang sinh sống tại đây trở về nước. Trong số đó, có một bệnh nhân là sản phụ đang mang thai 36 tuần. Bác sĩ Hồng Phượng được Bệnh viện Phụ sản Trung ương cử đi công tác, sẵn sàng trợ giúp thai phụ trên chuyến bay. Bạn thai phụ đấy thì lúc đầu là mình được một anh ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thông báo là có một thai phụ khoảng 8 tháng. Và thế thôi, cũng không có thông tin gì khác về bạn ấy cả. Đấy. Và một cái thai phụ khoảng 8 tháng nhưng không có thông tin gì, tức là không biết là bạn ấy là con lần mấy, bạn ấy có tiền sử, có bệnh lý gì không. Rất là chung chung như thế thì cũng rất là khó. Và vì là chung chung như thế nên chuẩn bị thì nó phải rất là nhiều thứ, vì có rất nhiều tình huống có thể xảy ra. Khi mà Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đang là tâm bệnh, tất cả mọi người tìm cách đi khỏi thành phố này, thì bác sĩ Phượng và các y bác sĩ khác lựa chọn đi vào tâm dịch. Trước chuyến bay này, đồng nghiệp, bạn bè, đặc biệt là gia đình bác sĩ Hồng Phượng vô cùng lo lắng cho sự an toàn của cô. Lúc đầu khi mà biết tin thì tôi và
cả gia đình thì nói chung là rất là lo lắng. Đấy, mọi người người ta còn đang tránh đi không được, mình lại phải lao vào. Đấy, nhưng mà khi mà em gái nói chuyện thì đây là cái được cái sự phân công của bộ và của bệnh viện. Và đặc biệt là khi mà đi thì mọi người được trang bị bảo hộ rất là cẩn thận, thì mọi người cũng đỡ lo lắng hơn. Rạng sáng ngày 10 tháng 2, chuyến bay đã đưa đoàn công tác và toàn bộ 30 hành khách trở về an toàn. Theo đúng quy trình, tất cả đều được cách ly. Các cán bộ y tế trên chuyến bay được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để theo dõi. Tính đến thời điểm hiện tại, 48 người gồm đoàn công tác và 30 công dân Việt Nam đã hết thời gian cách ly. Vâng, vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe chia sẻ của anh trai của bác sĩ Phượng, đúng không ạ? Một cái sự chia sẻ của một người anh dành tặng cho một người em. Bản thân là người thân trong gia đình thì tôi nghĩ là họ sẽ phải lo lắng nhiều hơn gấp bội lần so với những người mà trực tiếp họ đón nhận cái thông tin này. Vậy thì ngày hôm nay tôi muốn là chị chia sẻ đi, lúc đó là chị đón nhận cái thông tin này trong cái trạng thái như thế nào? Thực ra là lúc mà mình nghe được thông báo là đi cái chuyến công tác này thì mình đang đi mổ. Mình đang mổ thì nhận được cuộc điện thoại là em ơi, sắp có đoàn sang đón công dân Việt Nam về nước và em tham gia vào đoàn ấy nhé. Thế thì lúc ấy thì mình cũng hơi, tất nhiên là mình cũng lo lắng một chút, lo lắng vì là mình chưa tham gia những cái công tác như thế này bao giờ. Sau khi về nhà thông báo cho gia đình thì có gia đình vợ chồng anh chị, anh trai mình và em gái mình, thì mọi người cũng tất nhiên là cũng lo, bởi vì là dịch bệnh này thì đang diễn biến rất là phức tạp, và như các bạn cũng nói đấy, ai cũng phải bảo vệ bản thân mình và hạn chế tụ tập đông người, mọi người cũng khá là lo lắng. Tuy nhiên rằng mọi người cũng xác định rằng là đây là nhiệm vụ bệnh viện đã giao thì phải hoàn thành, và mình nhiệm vụ của cả gia đình đó là chuẩn bị và cố gắng tối đa để làm thế nào mà mình có được cái hành trang tốt nhất để mang theo và làm thế nào để hạn chế cao nhất nguy cơ lây nhiễm. Và em gái mình cũng là bác sĩ, và ngày ngày là bạn ấy nhắn tin, bạn ấy share cho mình các thông tin chuyên ngành ấy, về virus COVID-19 này, từ các bài báo, từ các nghiên cứu quốc tế, cũng như là các cái bài điểm báo nào là tình hình nhiễm virus như thế nào, bạn làm như thế nào để hạn chế lây lan, làm thế nào để phát hiện rằng là mình nhiễm bệnh đấy, và ngày ngày là update cho chị để cho chị không quên, và để cho đảm bảo rằng là chuyến bay được an toàn nhất có thể. Dạ vâng, được biết rằng là bác sĩ Phượng thì là vẫn sống chung cùng với gia đình, và cái việc mà bác sĩ đi công tác như vậy khi mà vào vùng tâm dịch thì chỉ có anh chị em trong gia đình biết thôi. Thế còn bác sĩ Phượng là giấu bố của mình, lý do là vì sao ạ? Mình nghĩ là bố mẹ ai cũng thế, bố mẹ thì lúc nào cũng lo lắng cho con, và bố mình thì cũng rất là cập nhật, rất là update cái dịch này, và bố mình cũng rất là lo lắng vì là hai cô con gái của bố nó đều là bác sĩ, và trong công việc chúng mình hàng ngày tiếp xúc rất nhiều người, bố cũng lo lắng cho sự an toàn của các con. Mình nghĩ là nếu mà mình nói cho bố mình thì chắc là bố mình mất ăn mất ngủ suốt từ khi mình đi cho đến khi mà mình cách ly về mất. Thế nên là không dám nói cho cụ biết về an toàn rồi mới dám nói. Và bản thân tôi cũng như là rất nhiều khán giả không biết là khi mà lên trên chuyến bay thì nhiệm vụ của chị Phượng trên đó sẽ là như thế nào. Thực ra là từ trước khi mà lên chuyến bay là chúng mình đã phải lập kế hoạch rất là chi tiết, vì đầu tiên thì mình chỉ được thông báo, được một anh ở Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thông báo là có một bạn thai phụ khoảng 8 tháng, và thông tin chỉ như thế thôi. Mình không biết gì về tình trạng của bạn ấy cả, không biết gì về tiền sử, về bệnh tật, về quá trình khám thai của bạn ấy, cũng như là những cái thành viên trong 30 công dân về nước ấy. Đấy, chúng mình cũng không biết là có bao nhiêu người lớn, bao nhiêu trẻ con, có bệnh lý nền gì không. Và vì thế nên là từ trước khi mà lên chuyến bay, công tác chuẩn bị là bọn mình phải tìm cách để liên lạc với các công dân để nghiên cứu, để nắm được tình hình của họ. Thì mình là may mắn là được các anh ở bên tổ bay ở Vietnam Airlines giúp đỡ và liên lạc được với bố của bạn thai phụ. Và sau đấy là có bạn ấy có gọi điện được cho bạn ấy. Sau đấy là bạn ấy có nhắn cho mình, có gửi cho mình cái kết quả khám thai của bạn ấy. Bởi vì là các bạn phải biết là với một cái thai phụ như của tình trạng của bạn ấy là 36 tuần, trên máy bay có rất nhiều những cái nguy cơ có thể xảy ra. Ví dụ như khi bạn lên cao, áp suất nó thay đổi, nó có nguy cơ nó gây ra cơn co tử cung và có thể gây ra quyền chuyển dạ, thậm chí là đẻ trên máy bay. Và nếu mà đẻ thì không chỉ có một mình bạn ấy mà còn có cả em bé của bạn ấy nữa, phải hồi sức cho cháu như thế nào. Đấy là một vấn đề. Thứ hai nữa là có thể có những cái bệnh lý khác trong quá trình có thai mà bạn ấy mà mình chưa nắm được. Ví dụ bạn ấy bị rau bám bất thường, bạn ấy có nguy cơ ra máu trên máy bay, hoặc là bạn ấy có nguy cơ lên cơn tiền sản giật. Và trong máy bay tất nhiên là mình có mang theo dụng cụ, có mang theo phương tiện, nhưng không thể nào mà được như là mình làm ở bệnh viện của mình hoặc là ở mặt đất được.
Đấy, và thế nên là từ trước khi lên máy bay là bọn mình đã phải lập kế hoạch rất là chi tiết. Còn sau khi lên máy bay và khi mà sang đến Vũ Hán thì mình cùng với cả hai nhân viên y tế khác, ba anh em thì có nhiệm vụ là chúng mình xuống trên máy bay, chúng mình hướng phát đồ bảo hộ cho bà con. Bởi vì là ở đấy thì đồ bảo hộ rất là hiếm. Đấy. Và đặc biệt là đoàn lại còn có những cái em bé nhất chỉ có 9 tháng và một em lớn nhất có 5 em từ 9 tháng cho đến 15 tuổi. Và đây bạn nhìn này, đồ bảo hộ thì là toàn đồ cho người lớn. Và các cháu thì không có đồ bảo hộ sai cho các cháu, mà mình cũng không thể loại trừ là các cháu có bị hay không, có bị nhiễm Covid-19 hay không. Thế nên bọn mình còn phải liên hệ với cả Viện Nhi Trung ương rồi là tìm cách làm thế nào để cho an toàn nhất cho các cháu. Sau khi mà xuống chân máy bay hướng dẫn tất cả các cái người dân mặc đồ bảo hộ thì là riêng mình thì cái bạn thai phụ thì còn có cả em bé bên trong nữa, mình còn phải nghe tim thai của bạn ấy nữa, để ít nhất là mình cũng phải biết là tình trạng sức khỏe của em bé thế nào. Sau khi lên máy bay thì chúng mình cùng với cả các cái anh tiếp viên ở phía Nam Airlines thì phải có nhiệm vụ là sắp xếp chỗ ngồi cho bệnh nhân. Bạn không thể ngồi như một chuyến bay bình thường là bạn với mình là cách nhau ngồi sát với nhau được, mà phải đảm bảo là hạn chế cái nguy cơ lây nhiễm, tức là ít nhất là phải hai người ngồi gần nhau, phải cách nhau nhất là 1.5 mét để đảm bảo rằng là cái hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm. Và ngay từ dưới chân máy bay chúng mình đã phải sàng lọc, nếu bạn có triệu chứng, bạn ho, bạn sốt hoặc là bạn có những cái triệu chứng viêm long đường hô hấp, nghĩa là bạn là thuộc nhóm nguy cơ cao, phải ngồi vào một vị trí riêng và cái khoảng cách giữa bạn và những người xung quanh nó phải khác. Chủ yếu là mình thì theo dõi cái bạn thai phụ thôi, còn những người còn lại là do một bác sĩ và một điều dưỡng ở nhiệt đới. Đấy, trong quá trình trên máy bay thì theo dõi xem, ngay từ trước khi lên máy bay đã phải hỏi là sau khi nghe tim thai, đo huyết áp xong phải hỏi là em có đau bụng không, có cơn co tử cung không, có ra máu không, có dấu hiệu chuyển dạ hay không. Và suốt trong quá trình từ khi bay cho đến về đến sân bay Vân Đồn, cũng như là từ Vân Đồn về đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là phải theo dõi tình trạng của bạn ấy. Mà may mắn là bạn ấy cũng như là tất cả đoàn an toàn. Và hiện tại là bạn ấy vẫn hôm nay mình nhắn cho bạn ấy, bạn ấy cũng vẫn chưa chuyển dạ. Và có lẽ là như những gì mà bác sĩ Phượng vừa mới chia sẻ với chúng ta thì có lẽ là cái điều mà chị lo lắng nhất chắc là sẽ là cái sản phụ này sẽ sinh và có thể là chuyển dạ và sinh ngay trên máy bay, đúng không ạ? Và trong cái trường hợp mà như thế thì chị đã chuẩn bị những cái phương án như thế nào để giúp đỡ sản phụ ạ? Cái này thì một mình không làm được, mà tất cả mọi phải là tất cả mọi người cùng chuẩn bị. Thì từ khi mà đi họp với đoàn của bên tổ bay cũng như là các anh em ở bệnh viện nhiệt đới ấy, thì trên máy bay là các anh đã phải chỉ ra sắp một cái chỗ rộng nhất trên máy bay để chẳng may mà bạn ấy chuyển dạ còn có chỗ, hoặc không chuyển dạ nhưng bạn ấy có tình trạng cấp cứu còn có chỗ, còn có địa điểm để xử lý. Vì bạn biết đấy, hai cái hàng ghế trên máy bay chắc là chỉ cách nhau khoảng 70 cm, chưa được 1 mét. Đấy, phải tìm ra cái chỗ nào mà rộng nhất trên máy bay để có thể xử lý. Sau đó là bọn mình có mang theo từ dụng cụ là để chuẩn đồ để đỡ đẻ này, đồ để làm thủ thuật nếu chẳng may đẻ nhưng bạn ấy đẻ khó này, rồi cả đồ để hồi sức sơ sinh vì con bạn mới có 36 tuần còn non tháng này. Các anh ở bên bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương là thậm chí là còn mang theo cả máy thở. Mình thì cẩn thận, mình còn mang theo cả dụng cụ phẫu thuật, cả áo mổ, cả dụng cụ mổ, cả thuốc để chẳng may là nếu mà bạn ấy đẻ khó hoặc là bạn ấy có bệnh lý gì đấy mà phải lấy thai răng ngay chẳng hạn thì cũng phải chuẩn bị. Thưa quý vị, có lẽ cho đến thời điểm hiện tại thì Việt Nam của chúng ta đã kiểm soát khá tốt dịch bệnh SARS-CoV-2. Tuy nhiên trên thực tế thì đây cũng mới chỉ là bước đầu chúng ta đối phó với dịch bệnh này. Rõ ràng những con số bệnh nhân gia tăng ở Hàn Quốc, khu vực châu Âu cũng như là dịch bệnh chưa có dấu hiệu giảm rõ rệt tại Trung Quốc đang cho thấy diễn biến ngày càng phức tạp hơn của SARS-CoV-2. Vâng, và khi SARS-CoV-2 vẫn chưa dừng lại thì chưa có thuốc đặc hiệu để chữa bệnh thì cũng chưa có vaccine phòng bệnh, chúng ta cùng lúc với các y bác sĩ vẫn đang phải gồng mình để chống lại dịch bệnh có tốc độ lây lan một cách khủng khiếp này. Và những ngày qua thì hình ảnh các bác sĩ ở Trung Quốc vẫn ngày đêm cứu chữa cho bệnh nhân đã đem đến những câu chuyện cảm động về những lương y như từ mẫu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh này trong phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Một bác sĩ trẻ ở Vũ Hán qua đời vì SARS-CoV-2 khi mới chỉ 29 tuổi và ngay trước thềm lễ cưới. Một giám đốc bệnh viện ở tâm dịch Vũ Hán đã qua đời vì SARS-CoV-2. Bác sĩ Lý Văn Lượng, một trong những người đầu tiên cảnh báo về dịch bệnh SARS-CoV-2 cũng qua đời ở tuổi 34. SARS-CoV-2, căn bệnh chớp nhoáng đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người ở Vũ Hán, trong đó có những y bác sĩ tận tâm, hết lòng chống dịch. Hơn 3 tháng qua, những y bác sĩ ở Vũ Hán chưa lúc nào ngơi nghỉ. Họ phải cạo trọc đầu để tránh virus bám vào tóc gây lây lan bệnh. Họ phải cách ly người thân, bạn bè. Họ phải mặc những bộ đồ bảo hộ cồng kềnh, kín mít. Những đôi bàn tay chầy xước, phồng rộp hay nhăn nheo vì đổ mồ hôi. Những khuôn mặt hằn vết đeo khẩu trang. Những giấc ngủ chớp nhoáng vì kiệt sức khi phải khám chữa cho hàng nghìn ca bệnh.
Trên tất cả, họ bỏ lại sau lưng mọi thứ để thực hiện lời thề Hippocrates, hết lòng cứu chữa người bệnh giữa tâm dịch còn chưa có hồi kết. Mọi người có thể thấy là trong những ngày vừa qua thì khắp trên các trang mạng xã hội đều chia sẻ những hình ảnh của các bác sĩ ở Trung Quốc đang tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân. Có rất là nhiều những hình ảnh khiến tôi cảm thấy là hơi ám ảnh khi mà họ dỡ ra những cái đồ bảo hộ và những cái vết hằn trên mặt. Quả thật là tôi rất muốn nghe lời chia sẻ từ một đồng nghiệp với họ là chị Phượng. Khi mà nhìn được những cái hình ảnh ấy trên báo, trên mạng xã hội, mình nghĩ là không chỉ mình mà tất cả các bạn bè mình, tức là các bạn bè mình phần lớn cũng là nhân viên y tế, phần lớn cũng là y bác sĩ, chúng mình cũng có chia sẻ những hình ảnh ấy. Và thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy, mình cảm thấy thương các cái đồng nghiệp của mình, thương các đồng nghiệp của mình một cái khủng khiếp luôn. Và nhất là khi mà trải qua cái chuyến bay này, trực tiếp mặc lên người cái bộ đồ bảo hộ, mới thấy là mặc cái bộ đồ bảo hộ khủng khiếp như thế nào. Và mình thì chỉ trải qua cái việc ấy trong khoảng hơn 9-10 tiếng thôi. Thế mà các bạn ấy làm những cái việc ấy diễn ra hàng ngày. Và như mình một tuần mình trực một buổi, mình đã cảm thấy rất mệt. Thế mà các anh chị em các bạn ở đấy, các bạn ấy phải gần như là thường trực rất là thường xuyên và liên tục. Nhìn thì hình ảnh những cái đồng nghiệp của mình nằm la liệt, không có, tức là vẫn nằm nguyên trong bộ đồ bảo hộ để không phải cởi ra, không phải tốn thêm một bộ đồ bảo hộ nữa, để tiết kiệm, và nằm ngủ trên sàn, hoặc là khi mà cái vết khẩu trang ngầm trên mặt. Thực sự là thấy cảm thấy rất thương các đồng nghiệp của mình. Và đồng thời cả mình, cả các bạn của mình cũng nói chuyện với nhau, nhiều khi cũng đặt câu hỏi với nhau rằng là nếu chẳng may mình vào hoàn cảnh như họ, đất nước mình cũng dịch bệnh như thế, chúng mình có làm được như họ hay không? Và mình có đủ sức khỏe và đủ tinh thần để trải qua những việc hay không? Thực sự là rất thương các đồng nghiệp của mình. Dạ vâng, nói về cái bộ đồ bảo hộ này thì nhìn thì trông có vẻ là đơn giản, nhưng mà theo như bác sĩ Phượng chia sẻ thì tôi cũng biết là chắc chắn là khi mà mặc nó chúng ta cũng phải có những cái quy cách riêng, đúng không ạ? Đúng rồi, mặc cái bộ này mặc phức tạp một thì cởi ra phức tạp hai. Bởi vì là mặc thì các bạn phải mặc đúng thứ tự. Như các bạn thấy đấy, bọn mình phải từ mặc đồ bảo hộ này, xong rồi là đi bốt này để che chân này, đeo 2 đến 3 lớp găng tay, đeo khẩu trang N95 và đeo kính để che mắt. Sau đó còn đội thêm một lớp kính mũ bên ngoài, có cả kính che nữa. Gần như là chỉ có hở một chút ở hai bên thôi. Đấy. Và cái bộ đồ bảo hộ mà bọn mình mang theo có rất nhiều cấp độ của bộ đồ bảo hộ nhé, không phải cái nào cũng như nhau. Nhưng những cái mà chúng mình mặc là những cái cấp độ cao nhất. Và bạn tưởng tượng là bạn mặc áo mưa mà nó không có một cái chỗ hở nào, mà kín mà liên tục 2-3 tiếng như thế. Đồng thời nữa là cái bộ này nó như kiểu là giam xui, không có cái chỗ nào hở ra. Nếu mà bạn cởi ra để bạn ăn, bạn uống nước, bạn nói chuyện hay bạn đi vệ sinh là bộ đồ của bạn mất tác dụng. Là bạn phải thay bộ khác. Mà những bộ đồ bảo hộ này thứ nhất là đắt tiền. Thứ hai là cũng khó kiếm trong cái thời buổi này. Và cái này nó chỉ có một size thôi. Thế nên là bạn cao 1m8 bạn cũng mặc đồ như thế, mình cao hơn 1m5 một chút mình cũng mặc đồ như thế, mặc nó khá là bất tiện, khá là khó vận động. Không phải bọn mình mặc một bộ đồ đi từ đây sang Vũ Hán và về Vân Đồn, mà mỗi cái môi trường khác nhau là chúng mình phải thay một bộ. Từ Việt Nam sang đến Vũ Hán là bọn mình thay một bộ đồ, gần đến sân bay chuẩn bị xuống máy bay là bọn mình thay sang bộ đồ thứ hai, đến Vũ Hán là bọn mình thay bộ đồ thứ hai. Sau khi từ Vũ Hán về Vân Đồn, trước khi dừng lại ở sân bay Vân Đồn, trước khi máy bay hạ cánh là chúng mình thay bộ đồ thứ ba, nghĩa là cái bộ đồ mặc ở Vũ Hán không đem theo đi về Vân Đồn. Đấy là thứ nhất. Thứ hai đó là quy tắc cởi đồ bảo hộ như mình nói đấy là rất khó. Bạn phải cởi đúng thứ tự và phải làm thế nào để thứ nhất là không chạm vào môi trường xung quanh, thứ hai là cái tay bạn là cái việc mà giúp bạn cởi đồ ấy, không được sờ vào những cái chỗ mà ví dụ như là mặt bên trong của áo là mặt sạch vì không tiếp xúc với môi trường bên ngoài, còn mặc bên ngoài của áo là mặt tiếp xúc với bệnh nhân, tiếp xúc với môi trường là cái có nguy cơ lây nhiễm. Bạn phải chạm làm sao mà tay đã chạm vào bên trong thì không chạm vào bên ngoài, ngược lại. Chúng ta có thể thấy rằng là cái quy tắc mà gọi là đeo khẩu trang thôi, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta không biết cách cũng đã khá là phức tạp rồi, chứ chưa nói gì đến những cái bộ đồ bảo hộ như vậy. Và tham gia ở trên cái chuyến bay đấy thì chắc chắn là chị Phượng cũng đã có những cái tiếp xúc với những đồng nghiệp của mình, nhưng mà là những cái người mà bảo vệ trên những cái tuyến đầu, những người bác sĩ mà ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương hay là bên dịch tễ trung ương. Thì vậy thì trong cái chuyến đi này thì chị ấn tượng nhất gì với họ và chị có học hỏi được họ những điều gì không ạ? Mình trên chuyến bay này mình học được của các anh chị các bạn rất là nhiều. Đầu tiên là đấy như mình nói đấy, mình chưa từng mặc những cái bộ này vì là bệnh viện mình chưa có những bệnh nhân này. Thì mình nói thật là mình cảm thấy là chuyến bay này của mình đi coi như mình chỉ trải qua một cái ca trực thôi, thời gian chỉ bằng một ca trực thôi. Sau đấy mình về mình được nghỉ 14 ngày. Mình được ra trực 14 ngày, trong khi các anh chị em, các bạn bè đồng nghiệp của mình ở bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương, ở bệnh viện mình cũng như là tất cả các cơ sở y tế khác, anh chị em vẫn đi làm như bình thường.
anh chị em từ cô hộ lý lau nhà cho đến bác sĩ đi chăm sóc, đi điều trị bệnh nhân hàng ngày là phải mặc đồ bảo hộ như thế này, đi thăm khám, đi điều trị và sau đó là tiếp xúc với bệnh nhân hàng ngày, tiếp xúc với những người có nguy cơ hàng ngày đấy, và mọi người thì cũng tiếp xúc với những người có nguy cơ, thậm chí là bệnh nhân, nhưng không ai được nghỉ, không ai được nghỉ dài như chúng mình cả. Nên mình thấy là thực sự là mình thấy mọi người vất vả quá. Nghề y thì chúng ta có thể thấy rằng là một cái nghề rất là được coi trọng trong xã hội. Tuy nhiên thì cũng là một cái nghề mà phải nói là khá là nguy hiểm, đúng không ạ? Từ áp lực của công việc, vì các bác sĩ là tôi biết thường xuyên là phải làm từ 8 thậm chí đến 10 tiếng một ngày, rồi còn phải làm đêm rồi trực đêm nữa. Có bao giờ mà chị cảm thấy rằng là mình đã phải hy sinh quá nhiều cho cái nghề mà mình đã lựa chọn, và có bao giờ chị cũng có cảm thấy là mình đã nhận được những cái điều gì từ nghề này ạ? Cũng phải nói thật là có những cái đêm mình đi trực 3-4 giờ sáng mình vẫn còn phải ở sân viện, vẫn phải dậy đi xem bệnh nhân, đi mổ. Mình thấy thực sự là mệt, mình thấy thực sự là mệt, thực sự là vất vả. Hoặc là ví dụ cuối tuần đi liên hoan, đi họp lớp chẳng hạn, các bạn mình rủ nhưng mình không đi được vì mình trực hoặc là mình đi làm phòng khám. Thế nên là những lúc như thế thì cũng thấy chạnh lòng. Tuy nhiên là thực sự là cũng trong nghề này cũng có rất nhiều niềm vui. Không phải cái nào cũng dễ dàng nói ra, nhưng có rất nhiều niềm vui. Ví dụ như là có bệnh nhân mình mổ chuyển ngoài tử cung cho bạn ấy xong, sau đấy thì bạn ấy, hai vợ chồng bạn ấy sau đấy tìm cách có thai trở lại. Và đến khi bạn ấy có bầu rồi, bạn ấy nhắn tin cho mình: chị ơi em có bầu rồi, chỉ cần nhận được một tin nhắn như thế thôi. Cũng cảm thấy là hạnh phúc. Hoặc là có những bệnh nhân mà ra viện xong rồi, xong về nhà ấy, đấy, nhắn tin: bác ơi, cháu của bác bây giờ được như thế này rồi. Thực sự là đấy là những niềm vui mà không phải ai cũng có thể có được. Có nghĩa là nhận niềm vui của người khác để làm niềm vui cho mình. Dạ vâng, chính xác. Nhân ngày 27 tháng 2 thì chị có gửi lời chúc gì cho các đồng nghiệp không ạ? Chắc chắn mới có chứ ạ. Nhân ngày 27 tháng 2 thì mình muốn chúc tất cả các thầy cô, các bạn bè, các anh chị em đồng nghiệp của mình, chúc mọi người thứ nhất là sức khỏe và thứ hai là vững tin, vững lòng và có thể tiếp tục chiến đấu, tiếp tục thực hiện công việc này. Vì cũng phải nói thật với bạn là công việc vất vả quá, có một số người bỏ cuộc, và hy vọng là mọi người có tiếp xúc, tiếp tục chiến đấu và không bỏ cuộc. Riêng tôi, bản thân tôi, chị Quỳnh Hoa cũng như là những người thiện chương trình thì chúc cho chị cũng như là rất nhiều các y bác sĩ đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, những người công tác trong ngành y, đầu tiên phải là sức khỏe. Rất nhiều y bác sĩ đã không giữ được sức khỏe của mình và họ đã phải đánh đổi tính mạng với Covid-19. Và ngay thời điểm này, một lời chúc mà tôi nghĩ thiết thực nhất là chúc cho họ hãy luôn khỏe mạnh để có thể là bảo vệ sức khỏe cho tất cả mọi người. Xin được cảm ơn chị rất nhiều.